Rồi chuẩn bị phun á. Bay qua bên bên sau lưng cái giường nó trước rồi. Chào cả nhà nha. Rồi mình tiếp tục chia sẻ cho cả nhà để phun trên lúa OM 5451. Lúa này cũng được 75 ngày rồi ha. Cái này cũng xịt cũng nhiều loại hả chú ha. Cái này hàng ba xu này của ông Tân Thành. Cái này đặt trừ bệnh, thuốc trừ bệnh. Rồi Natofull cũng trừ bệnh luôn ha. Dạ. Vô siêu vô gạo hạt to tạo hạt nữa nè. Phần bông lá. Chai nhỏ nhỏ gì đây trời. Là mò à? Mò. Bersina chai ha. Dạ. Quá dữ. Nhiều loại lắm ha. Fuwin nữa. 4-5 loại luôn trời. Rồi. Hết. 1, 2, 3, 4 loại. 4-5 loại. Cái này là đập mạnh để mà vô gạo mà. Rồi ở đâu ông anh ông châm thuốc nha. Rồi đâu châm thuốc chuẩn bị phun nha cả nhà. Cái này hàng T30. T30 này thì nó xài bằng bét này. Xài bét này thì nó hơi cực công cái là mình mất xả rửa mà thuốc cực quá nhiều. Cực hơn cái ly tâm. Đi tâm là đưa vô cái là quất. Nó 6 cánh. Nước màu đen luôn. Đội ba mình ở đâu rồi chú? Ở đây hả? Bên Bình Chánh luôn. Bên Bình Chánh hả? À. Rồi chuẩn bị phun á. Bay qua bên
sau lưng cái giường nó trước rồi. Xa quá giờ phải quay lên bản đồ ha cả nhà. Mấy cái xanh xanh là phun rồi, còn cái vàng vàng là chưa đó. Cách tay cầm mình nhiêu mét em? 300 mấy, gần 400 mét. 300 mấy. Này mình chỉnh 1 giây trên 6 mét mấy đó hả? Dạ. Phải không? 6 mét mấy. Hồi nãy. 6 giây. Tốc độ bay là 6 mét mấy, chiều cao là 2 mét mấy đó hả? Dạ. Cái này nó đứng gió, đứng gió thằng lúa lớn mình bay cái hơi cao cao xuống. Đúng rồi. Để cho nó năng làng lên cái nó nhẹ hơn. Bên này không ra tắt máy.